ngoài F46 này. Đây nguyên con luôn. Mới kịp về, mới rửa xong. Sẽ xong. Rất là mới, nhưng hai chó đẹp. Không sơn dặm nữa luôn. Không sơn dặm bất cứ chỗ nào luôn. Nguyên riêng nguyên bản vậy luôn. Đã trước cài 88 này. Mầm riêng không sơn luôn. Đó, mọi người thấy xe riêng giờ thì thấy gơ. Mình thấy chưa? Đây, để bọn mình đang xi nhan là mình chưa câu lại luôn này. Rõ sao nó đi rõ gai lì 328. Gồm xe đồ rất là ngon. Mang xe luôn. T95 rất là mới. Nổ ngon, không gầm à. Nổ ngon, lắp nhẹ chưa khó cái nổ. Còn số luôn cả. Kiểu cái thằng bài thôi. Ngay trong nó giọt luôn. Vừa lắp số mà đèn.
6 thì liên hệ với số điện thoại nha. $175 triệu Yamaha F46 xin nguyên con.